đó là Giáng sinh và tôi sẽ được an lành. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu, quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu, quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Nó giống như là buổi sinh nhật, ăn mừng cùng với các bạn. Có thể tôi nhìn thấy bạn một khi ngủ che hờn. Nó giống như là buổi sinh nhật, ăn mừng cùng với các bạn. Có thể tôi nhìn thấy bạn một khi ngủ che hờn. Những lúc tôi không thành công, mình phải năn nỉ. Tôi ngoan mà, đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu, quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Tôi đã treo lên chuông bông rộn ràng trên cây thông Giáng sinh. Cùng với đôi vợ nhỏ xinh này, đừng quên ngắm đo nhà. Tôi đã treo lên chuông bông rộn ràng trên cây thông Giáng sinh. Cùng với đôi vợ nhỏ xinh này, đừng quên ngắm đo nhà. Tôi chắc rằng bạn sẽ nhớ thôi, tôi đã hứa mà. Tôi ngoan mà, tôi ngoan mà, đến đưa tôi chỗ kia. Không muốn đâu, quên mất tôi khi bạn mang quà cho. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, đến chúc hân hoan. Santa, ngày đến đây rồi. Santa, nào hãy vui lên. Tôi chắc rằng tôi sẽ nhận được rất nhiều quà tặng từ ông già Noel trong Giáng sinh này. Nhìn kìa, người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết Snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn. Hay là một bài hát vui mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, Snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết Snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Bạn tôi là ngài Santa, đôi khi nói hai. Tôi sẽ nói với ông rằng bạn là đứa trẻ ngoan. Chắc chắn bạn sẽ có quà được yêu thương hơn. Được ăn thêm cái gì đó hay là một món đồ chơi. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết Snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn. Hay là một bài hát vui mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, Snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết Snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. Mình thích trước băng này, mình thích đông băng. Nó trở nên lạnh giá và làm tôi hắt hơi hoài. Cà rốt mùi tôi là nó, như mọi người đều biết. Mình thích nhảy ba lê lắm đó, nếu mình có ngón chân. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết Snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn. Hay là một bài hát vui mình có thể trình diễn ngày này. Snowman, Snowman, tôi là người tuyết Giáng sinh. Thân hình tuyết đầy, anh chính là người tuyết Snowman. Dưới nắng trời soi sáng cả ngày, tan chậm sẽ làm anh thích hơn nhiều. À, đó là một người tuyết tuyệt vời.
Em có biết tại sao chúng ta nên rửa tay không? Tại sao vậy Bob? Để loại bỏ vi trùng. Đó là lý do tại sao. Nào rửa tay khi chúng mình cùng chơi. Chơi rất vui, chơi với nhau bông chày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau. Không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Đã đến giờ ăn trưa, các em đã rửa tay chưa? Em sẽ làm điều đó ngay bây giờ Bob. Hoàn hảo. Nào rửa tay khi chúng mình cùng ăn. Không quên trước bữa ăn mỗi ngày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau. Không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Anh thấy em vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Em đã rửa tay chưa? Dạ rồi anh Bob. Xuất sắc. Nào rửa tay khi chúng mình vệ sinh. Không quên nhớ rửa tay bằng này. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau. Không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Anh thích chơi với con chó của anh. Nhưng em biết Bob, chúng ta phải rửa tay sau khi chơi. Nào rửa tay khi chúng mình cùng chơi. Không quên chơi thú cưng mỗi ngày. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau. Không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Achi. Bob, anh bị cảm lạnh rồi. Em phải rửa tay để không bị bệnh giống anh. Nào rửa sạch bàn tay khi bạn gần tôi. Tôi đây tôi đã cảm lạnh rồi. Bạn hãy dành thời gian hợp mặt cùng nhau. Không quên ta rửa tay mỗi ngày. Xà phòng đây tay ta chà chà đi. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Chà chà đi với bọt tàu ra. Rửa tay cách chúng ta hay làm. Bây giờ anh cảm thấy rất an toàn. Em cũng vậy Bob. Hẹn gặp lại các em lần tới nhé. Này các em, hãy lái xe quanh trang trại của ông McDonald. McDonald ngày có trang trại E-I-I-O. Và ở trong đó ngày có con bò E-I-I-O. Cậu kêu mu mu, kêu mu mu. Đây mu kia mu, khắp mọi nơi mu mu. McDonald ngày có trang trại E-I-I-O. McDonald ngày có trang trại E-I-I-O. Và ở trong đó ngày có con lợn E-I-I-O. Lợn thì kêu on on, kêu on on. Đây on kia on, khắp mọi nơi on on. McDonald ngày có trang trại. Kêu quạt quạt, đây quạt kia quạt, khắp mọi nơi quạt quạt. McDonald ngày có trang trại E-I-I-O. McDonald ngày có trang trại E-I-I-O. Và ở trong đó ngày có con người E-I-I-O. Người thì kêu nay nay, kêu nay nay. Nay nay kia nay, khắp mọi nơi nay nay. McDonald ngày có trang trại. Yeah.
khắp nơi Papa McDonald ngày có đang tràn. E-I-E-I-O. Kêu chích chích, đây chích kia chích, khắp mọi nơi chích chích. McDonald ngày có đang chạy. E-I-E-I-O. McDonald ngày có đang chạy. E-I-E-I-O. Và ở trong đó gà tây thật nhiều. E-I-E-I-O. Gà thì kêu gabo gabo, kêu gabo gabo, đây gabo gabo, kia gabo gabo. McDonald ngày có đang chạy. Này các em có nghe về ba chú mèo con chưa? Ba chú mèo làm mất tất mình và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con buồn vì mất tất rồi, thế chúng con phải làm sao? Vì mất tất rồi à cái quán đó mà bánh sẽ chẳng được cho. Miêu miêu, bánh chẳng được mẹ cho. Ba chú mèo họ tìm thấy tất của mình và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con đã tìm thấy tất rồi, mẹ hãy xem này mẹ ơi. Vì tìm thấy tất rồi à, mèo bé nhỏ của mẹ bánh sẽ dành phần cho. Mèo mèo, bánh sẽ được mẹ cho. Chiếc tất vào và chúng bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi con sợ vì tất bấn rồi, tất bấn rồi mẹ ơi. Vì tất bấn rồi à kịch quá đó mà tiếng thơ dài thật sâu. Meow meow, gắn bấn rồi con. Tất mình ba chúng bắt đầu học khôn. Mẹ ơi xem này này, tất đã sạch, tất đã giặt sạch bông. Vì tất đã sạch đà rồi lắm bé mèo, mẹ ngươi thấy chuột gần đây. Meow meow, ngươi thấy con chuột gần đây. Sĩ Bob, mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Hãy để tôi lấy ngài thân hiệu với mái đo kê nhiệt của tôi, sẽ chẳng sao khỏe lắm nhé. Chớ qua lo bé hãy vui lên nào. Bác sĩ Bob lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Có nóng không con thấy
trở lại. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất ư khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan bác cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hơi bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt. Cảm ơn và tạm biệt bác sĩ Bác.